Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay shop mỹ phẩm Trọng Thủy mình xin giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm kem nở ngực nha các bạn. Thì trên tay mình là cái sản phẩm kem nở ngực nha các bạn. Nó có tên gọi là Upside, đây là còn gọi là kem nở ngực Nga nha các bạn. Thì sản phẩm này nó có tác dụng làm tăng kích thước vòng một của các bạn nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ khui cái sản phẩm cho các bạn xem nha. Các bạn nào đang có vòng một nhỏ và vòng một không có được đẹp đó các bạn không có tự tin thì các bạn hãy sử dụng sản phẩm này nha các bạn. Thì sản phẩm này nó có nguồn gốc xuất xứ là bên nước Nga nha các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè, manufacturer nè, ở địa chỉ nó là cái đường này nè các bạn, địa chỉ nó bên Russia, là bên Nga nha các bạn, Russia. Để mình lấy nét cho các bạn xem. Đó, Russia nè nha các bạn. Như mình đã nói thì sản phẩm này nó làm gia tăng kích thước vòng một. Cái hình minh họa của nó là một cái người phụ nữ, mà cái điểm nhấn trên cái bao bì là cái dòng một nha các bạn. Thì kem có tác dụng nâng ngực, nâng kích thước vòng ngực vòng một và làm nở ngực nha các bạn. Thì giá cái sản phẩm này bên shop mình đang bán với giá là 250.000 nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ shop mình sẽ để số điện thoại ở bên góc phải video nha các bạn. Cái cách sử dụng rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ cần thoa đều sản phẩm này ngày 2 lần, sáng và tối. Tối trước khi đi ngủ và các bạn thoa lên vòng 1. Các bạn massage đều cỡ 5 đến 10 phút rồi các bạn đi ngủ nha các bạn. Rồi buổi sáng cũng như vậy, các bạn thoa lên vòng 1 của mình và massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút rồi các bạn đi làm nha các bạn. Thì sản phẩm này nó có tác dụng gia tăng kích thước vòng 1 rất là nhanh nha các bạn. Và cái sản phẩm này nó đã được rất là nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Và trên thị trường nó cũng có rất là chỗ bán nha các bạn. Thì bên shop mình cam kết với các bạn là hàng chính hãng 100% nha các bạn. Nên các bạn tự tin yên tâm mà sử dụng nha các bạn. Cái cách sử dụng thì như nãy mình đã nói rồi các bạn hãy chú ý là sử dụng đều đặn thường xuyên hàng ngày nha các bạn. Cái sản phẩm này có dung tích là 50ml nha các bạn. Thì tùy theo mức độ vòng một của các bạn như thế nào, lớn hay nhỏ, thì sản phẩm này sẽ có cái tác dụng nhanh hay chậm nha các bạn. Đối với những các bạn đã có vòng một định hình sẵn rồi thì các bạn sử dụng sản phẩm này nó sẽ nhanh gia tăng kích thước của vòng một cho các bạn nhanh thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nha các bạn. Các bạn mua sản phẩm thì hãy liên hệ shop mình nhé. Cảm ơn các bạn.